Rồi, em xin chào mấy anh em. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em một số ít sản phẩm anh em cho anh em tham khảo nha anh em. Thì anh em cần mẫu nào alo em ha. Thì giá sáng anh em thì thường là khoảng 10 giờ 11 giờ thì em đóng hàng giao cho khách nha. Thì hiện tại giờ thì cũng đang đóng nè. Thì anh em điện như giá sáng anh em thì em sẵn em đóng em gửi luôn trong ngày cho anh em ha. Còn anh em điện hay trễ chút anh em thì qua ngày sau em gửi cho anh em nha anh em. Thì cái này là mấy cái nhỏ nhỏ được chì giò bảy cua gáy rồi đó nè, thì đóng vô mấy cái hộp nhỏ. Còn cái như là bội hay là mấy cái ấy thì em đóng vô liều rồi đó anh em, thì đóng vô cái thùng nha nè, thùng lớn ha. Thì anh em cần mẫu nào alo em nha nè. Thì hôm nay em cũng mới cái về mấy cái lô túi đựng cụ á nè. Thì cái mẫu túi đựng cụ này thì không có may thêm cái túi đựng lo ngoài, nhưng mà cái mẫu này anh em mua nhiều lắm, anh em đựng mình có thể đựng nguyên một cái lo trong này luôn nha nè. Thì nó dày lắm, cái màu này nè, cái màu này túi cụ đã nha nè. Cái mai nó cái này nên em nó nhiều lớp nên anh em nhìn thấy nó phồng ra nghe nè, như là nó phồng ra, nó không có xẹp lép luôn nè, anh em ở trong không có gì ra mà nó nhìn cái túi nó anh em thấy không? Nó dày nghe nè, dày chắc chắn lắm, màu nhọn, màu sắc sảo lắm nghe nè, cái màu này bền màu lắm. Thì túi dụng cụ bên em thì anh em mua nhiều lắm, thì đựng cụ ha, đi bảy anh em quẩy túi ngang. Mấy cái quai đeo này nó có hai màu nghe nè, nó hai màu, anh em thích màu nào thì alo em ha, em có gửi hình cho anh em khi mà anh em đặt hàng ha, em sẽ gửi mẫu cho anh em. Cái này thì màu cây khô, còn này cái màu như lá cây, cái cây màu gần kia nè, đẹp lắm, màu đẹp lắm nha nè. Thì mấy túi dụng cụ này thì nó rẻ nè, cái 150 ngàn, nhưng mà nó xài lâu lắm, trong nó may đậm nước mút nữa nha nè, nhiều ngang nghe nè, đựng nguyên cái lo luôn nha nè, đựng nguyên cái lo luôn. Còn mẫu nào alo em thêm nè. Về em đặt thợ mai nè, thì nó mai là mấy trăm cái nè, thì bán hết lô này cái em nhập về nữa, thì mẫu này bán được lắm, anh em mua nhiều xài nhiều. Còn mẫu này alo em nghe nè, liều bên em nhiều lắm nha nè. Thì cái liều này á nè, thì lúc trước á em thường là làm clip em quay em dựng lên nha anh em, còn sau này em quay trong này thì nó hơi hẹp em không có dựng lên được. Thì anh em có tham khảo xem lại thì anh em mở lại những cái clip lúc trước anh em, thì em có làm ha. Cái này liều này thì căng lên được 1m2 nha anh em, bề ngang đó là 1m khoảng 3 anh em vô là bình thường nha anh em. Thì liều này như là một cái đó là mà mình giải dù bóng anh em, khi trời mưa nhỏ mưa phùng á thì nó sẽ không có thấm được. Cái này thì mấy chân cắm nào bỏ trong nè nè, thì em có làm mấy clip mà xịt nước vô á nè, nó không có thấm vô trong á anh em. Thì cái liều này á thì xung quanh nó là nó có 4 cái cửa, thì có dây kéo anh em, khi mình ngồi ở trong mình hé mình kéo lên kéo, mình hé mình quan sát ra thì con chim nó bay đi bay về thì nó không thấy mình nghe nè. Thì cái này màu ngụy trang còn như màu bụi cây vậy nè, nó ngồi mình ngồi trong nó không thấy. Thì cái liều này hiện tại thì em đang bán giá là $380 bao phí nha nè, bao phí anh em ha. Anh em cần mẫu liều này alo em nghe nè, liều này bán nhiều lắm, anh em nào đi bảy á thì đa số là thường mua liều nè. Bên em có bán ba lô nhé, để đựng liều đồ ok cho nghe nè, ba lô đó rộng lắm đựng đồ. Sẵn em quay mấy con cua đấy cho anh em ha, thì mấy con cua Malai nghe nè. Anh em có nhu cầu cô gái alo em nghe nè, số điện thoại em để trên tiêu đề ha, anh em điện số đó nhắn tin Zalo nghe nè. Thì bên đây có trong này có mấy cặp cua nhỏ này nè, bắt ra nè, phẩm bắt ra mấy cặp bán hết còn hai cặp nghe nè. Này quay hơi xa nghe nè, quay hơi xa. Này nhóc trong mình chặt nha nè. Rồi xin chào anh em ha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em.